Rồi, hey yo, xin kính chào mọi người ha. Thì cũng có một thông tin báo cho mọi người đó là mình vừa mới bị Covid. trước sau gì cũng sẽ bị thôi. Nhưng mà bây giờ mình đang trải nghiệm cái cảm giác của nó đây. Rồi, thì hôm nay đến với cái video này á, mình sẽ có một chủ đề nó như sau. À, mình tóm tắt một cái câu chuyện của mình ha. Ở cách đây khoảng chừng hình như là cái hôm mà gần Tết á, là có một số người đã nhắn tin và hỏi mình ở trên Facebook á, là anh ơi, em ơi, bạn ơi, sao mà mình viết cái nốt nhạc ở trên cái final. Ở bất cái final thì không kể bất kỳ là phiên bản nào nha. Thì sau đó mà mình viết rồi, hoàn chỉnh ok hết, mà khi mình bấm phát lại để mà mình muốn nghe được cái nốt nhạc mà nó không nghe được là tại sao? Rồi, thì những người khác họ đều có câu hỏi tương tự, mà không những là những cái người mà đồng trang lứa như mình, bạn bè không đâu, mà có cả thầy cô nữa. Tại vì thực sự là có một số thầy cô họ cũng chưa có thuần thục về cái phần mềm Final lắm. Thì ở đây cái cách mình chỉ á, thì dành cho những cái người mà đã và đang dùng phần mềm để biết được cái lỗi của nó. Thì như các bạn biết, cái Final á, cái phần mềm Final mà để viết nhạc á, đây mình mở luôn cho các bạn coi nè. Đó, cái giao diện nó sẽ như vậy ha. Thì cái việc mà các bạn viết xong mà nó không có chạy nốt và nó không kêu, hoặc có tình trạng là sẽ đứng luôn. Tại vì cái trường hợp này nó không phải là ít gặp đâu, mà thường xuyên luôn. Những bạn nào đã dùng phần mềm sẽ biết. À, không tính phần mềm Final, những cái phần mềm như là Cubase, Benlat Sona hoặc là FL Studio đều có thể gặp tình trạng tương tự. Tại vì cái bệnh này là bệnh chung, mỗi phần mềm, nói chung là phần mềm nào mà liên quan tới âm thanh là đều sẽ bị. Thì cái hiện tượng đó người ta gọi là bị lỗi driver, hay còn gọi là trình điều khiển. Tức là giữa một cái phần mềm, khi các bạn tải về, nó sẽ tiếp nhận cái hệ thống điều khiển âm thanh của các bạn. Nó sẽ nằm ở cái phần gọi là phần loa nằm đây nè. Đó, phần speaker nè. Đấy, nó sẽ có cái phần gọi là gì, sound nè, recording device, playback device. Thường thường trong phần mềm Final á, mình chỉ cần quan tâm tới playback device thôi. Còn như những phần mềm thu âm như là Cubase hoặc là Sona hay gì đó, họ đều quan tâm tới cả hai, đó là recording device và playback device. Bởi vì họ muốn xem coi là thiết bị đầu vào và đầu ra của họ đã nhận được chưa, với đúng tên thiết bị của họ đã mua về họ gắn vào. Thì mình thường thường kiểm tra, mình sẽ vào sau. Rồi, các bạn thấy một hộp công cụ nhỏ sau đây ha. Đây là hai cái mà họ đang quan tâm, đó là playback và recording. Các bạn thấy không? Về phần playback thì của mình đang cắm cái mixer, thì nó sẽ ghi là speaker nhưng mà là USB audio device. Thì cái nhạc đang chạy, thấy không? Nhưng mà nó kêu nhỏ lắm. Đó, đằng nền á. Rồi, phần recording là mình dùng microphone nhưng mà USB, tức có nghĩa là mình cắm vào mixer hoặc là audio interface của các bạn nha. Còn cái microphone mà nó ghi là high definition audio device thì tức là âm thanh của cái mic, nhưng mà là mic laptop các bạn. À, thì nếu các bạn muốn xài mic nào thì cứ chọn vào đó và nhấn set default là được. Playback cũng tương tự, các bạn muốn phát loa bằng laptop thì nhấn vào speaker high definition audio device set default là ok. Nhưng mà mình đang quay các bạn cho các bạn xem á, thì mình không dùng cái laptop mà mình dùng cái mixer, nên như vậy mình sẽ phải chọn như vậy đây. Đấy, rồi, cơ bản là phía bên ngoài mình kiểm tra xong, không gì hết. Rồi, bây giờ tới phần mềm. Bây giờ mình xin phép mình tắt cái nhạc nền đi để các bạn nghe cho nó dễ ha. Rồi, ở đây là một cái bài mẫu về cái piano mình soạn, mình thi thanh nhạc á, nên là mình cho các bạn coi ha. Thì bây giờ là mình sẽ làm xong rồi đó, thì mình phát lại cho các bạn nghe coi là các bạn có đang nghe được cái tiếng nốt không nha. Rồi, có đấy. Ok, rồi, đây là bình thường ha, nhưng mà sẽ có một trường hợp các bạn gặp, đó là không có kêu được tiếng luôn. Thì đây, đơn giản lắm. Các bạn nào mà đang theo dõi video mình thì xem ha, thầy cô hay là bạn bè, anh chị em, cô chú gì đó cũng được,
nếu mà đang dùng Final mà bị như vậy, mọi người sẽ vào hàng thanh công cụ các bạn, mọi người chọn dùng em MIDI Audio. Rồi mọi người để cho em hai cái trường hợp này nè, Play Final Drop VST và Play Final Drop MIDI. Cái trường hợp mà mình đang dùng phải là VST, nhạc cụ ảo ấy, thì bắt buộc phải là VST, đó là nó là mặc định luôn. Chứ các bạn mà để qua chế độ Play Final Drop MIDI nó sẽ không kêu, bởi vì Drop MIDI là dành cho cái controller, cho những người làm nhạc họ làm thì nó mới kêu được. Còn bây giờ mình đang xài bình thường nên không xài Drop MIDI mà là Drop VST. Đấy, rồi. Cơ bản ha, một cái tích V phải nằm đây nha. Nếu mà nằm đây thì mong mọi người hãy đổ lại cho mình về Play Final Drop VST này. Rồi. Tiếp đến, đó là mình đến device setup. Rồi. Về phần audio chạy thì các bạn cứ nhấp cho mình audio setup. Đây là phần quan trọng để cho các bạn có biết được hay không là nó chạy được âm thanh hay không. Rồi. Để mà chạy được thì các bạn và mọi người quan tâm cho mình hai vấn đề. Thứ nhất, đó là output đang là thiết bị gì. Thứ hai, đó là audio driver là trình điều khiển âm thanh của phần mềm với cái âm thanh của laptop hoặc PC các bạn để nó phát ra. Rồi. Hiện tại đây mình đang chọn đó là Direct Sound. Rồi có 3 cái, một là ACO, hai là Direct Sound và ba là WAS API. Rồi. Cái WAS API này mình không cần phải liên quan tới nó, bỏ sang bên, mà mình chỉ lo tới hai này thôi. Ví dụ bây giờ mình đang chọn về ACO lại đi ha. Rồi. Thì cái ACO này á là cái gì? Nó là một cái trình điều khiển âm thanh ảo. Cái này mà các bạn nào mà làm về nhạc sẽ biết tới cái công cụ ACO Phone V2 hoặc là ACO Link Pro, bởi vì nó giúp cho mình làm nhạc nó không có bị trễ. Tức là các bạn đánh đồ là nó kêu đồ, chứ không phải là mình đánh đồ xong mà mấy giây sau nữa nó mới kêu đồ. Thì cái ACO Phone và ACO Link Pro nó có cái tác dụng như vậy, rất là hay. Rồi bây giờ mình sẽ bấm OK ha, tất cả đều là ACO hết ha, cả output input. Input thì mình không lo, tại vì mình chỉ lo cái đầu ra thôi, tại vì mình muốn nghe mà, mình nghe thì mình phải nghe output chứ in mình sao nghe được, đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ bấm play nè. Rồi các bạn sẽ không nghe trong tai mình nữa mà nghe ngoài, thì cái tiếng ngoài nó không phải, cái tiếng ngoài là tiếng laptop thì đương nhiên nó không đúng, tại vì mình đang muốn cắm tai nghe mình nghe thì mình phải nghe bằng trong tai nghe nhất, bộ sao nó kêu ngoài được, nó kêu ngoài như vậy là sai. Thì sẽ có trường hợp xung đột cả ACO luôn, tức là nó xung đột cái trình điều khiển âm thanh ảo và trình điều khiển âm thanh của laptop, nên là khả năng đứng máy rất là cao. Thì đây là cái lỗi mà mọi người và thầy cô hay bị gặp. Thì muốn chữa thì các bạn vẫn vô lại cho mình MIDI audio, nhưng mà nhớ nha, VST nha, không chọn cái này nha. Rồi chọn device setup và chọn audio setup cho mình. Rồi bây giờ vẫn là audio driver nhưng mà phải là direct sound. Thì direct sound này nó chính là trình điều khiển của final để nó nhận diện qua cái sound mình chọn đây nè. Đó, các bạn thấy cái input meter không? Cái này là cái mic, đương nhiên nhận nó phải vô rồi. Thậm chí các bạn dùng laptop ở ngoài nó không kêu ấy. Đấy, nhưng mà đừng lo các bạn, mình chỉ lo cái output. Thì mình xài bằng mixer mà, thì nó sẽ là USB audio device. Nếu các bạn dùng một cái audio interface thì nó sẽ hiển thị lên cái tên của sao card đó, giống như là Focusrite hoặc là Behringer gì đó, thì mình đang xài cái này thì nó sẽ kêu như vậy. Rồi, còn nếu như các bạn xài laptop mà cắm tai phone thì các bạn nên chọn High Definition Audio Device, xong các bạn chọn OK. Rồi, bây giờ mình sẽ phát lại cho các bạn nghe ha. Đó, nghe được chưa? Đây mới đúng nè, cắm vào đâu thì nghe vào đó, chứ không lại cắm đây mà nghe ngoài vậy là sai rồi. Đấy, rồi đấy, thì video đến đây của mình là kết thúc. Thì nếu mà mọi người và thầy cô thấy cái video này hay và bút, hãy cho em một like, một share và một subscribe ở tên kênh của em và của mình, đó là Hầu Lương Pianist. Xin trân trọng cảm ơn mọi người đã theo dõi ha. Chúc mọi người một ngày mới thật là bình an. Nhớ giữ gìn sức khỏe, làm hàng rào chống Covid.